Sáng thế chương 18 Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa ngài, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin ngài đừng đi qua." mà không ghé thăm tôi tớ ngài để tôi cho lấy chút nước mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây tôi xin đi lấy ít bánh để các ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây khách trả lời xin cứ làm như ông vừa nói ông abraham vội vã vào lều tìm bà sarah mà bảo bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh ông chạy lại đàn vật bắt một con bê mềm và ngon giao cho người đầy tớ và anh này vội vã làm thịt ông lấy sữa chua sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa khách nói với ông bà ra vợ ông đâu ông đáp thưa nhà tôi ở trong lều người nói sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông và khi đó bà sarah vợ ông sẽ có một con trai bà sarah bây giờ đang nghe ở cửa lều phía sau ông abraham và bà sarah đã già nua tuổi tác và bà sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà bà sarah cười thầm tự bảo mình đã cằn cỗi rồi còn hưởng được vui thú nữa sao ông nhà mình lại là một ông lão đức chúa phán với ông abraham tại sao sarah lại cười và nói có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng nào có điều gì kỳ diệu vượt sức đức chúa vào độ này sang năm ta sẽ trở lại thăm ngươi và sarah sẽ có một con trai bà sarah chối và nói con đâu có cười vì bà sợ nhưng người bảo có ngươi đã cười từ nơi đó ba người kia đứng dậy và nhìn xuống phía sơ đôm ông abraham cùng đi để tiễn khách được chúa phán ta có nên giấu abraham điều ta sắp làm chăng abraham sẽ trở thành một dân tộc lớn mạnh và mọi dân tộc sẽ được chúc phúc nhờ nó thật vậy ta đã chọn nó để nó truyền cho con cái nó và gia tộc nó sau này phải giữ đường lối của Đức Chúa mà thực hiện điều công minh chính trực như thế Đức Chúa sẽ làm cho Abraham điều người đã phán về nó Đức Chúa phán tiếng kêu trách Đôm và Gomora thật quá lớn tội lỗi của chúng quá nặng nề ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không? Có hay không, ta sẽ biết. Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Sơ Đôm. Nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Abraham. Ông lại gần và thưa. Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Dạ như, trong thành có năm mươi người lành. Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó vì năm mươi người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đừng xét xử cả trần gian, lại không xét xử công minh sao? Đức Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành sơ năm mươi người lành thì vì họ ta sẽ dùng thứ cho tất cả thành đó. Ông Abraham lại nói: Mặc dầu con chỉ là thân cho bụi, con cũng xin mạng phép thưa với Chúa. Dạ như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm vì năm người đó. Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp: Không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa một lần nữa: Dạ như, trong thành tìm được 40 người thì sao? Chúa đáp: Vì 40 người đó ta sẽ không làm. Ông nói: Xin Chúa đừng giận cho con nói tiếp. Dạ như ở đó có ba mươi người thì sao? Chúa đáp. Nếu ta tìm được ba mươi người, ta sẽ không làm. Ông nói. Con xin mạng phép thừa với Chúa. Dạ như tìm được hai mươi người thì sao? Chúa đáp. Vì hai mươi người đó ta sẽ không phá hủy ông nói xin chúa đừng giận cho con nói một lần này nữa thôi giả dạ như tìm được mười người thì sao chúa đáp vì mười người đó ta sẽ không phá hủy sơ đôm sau khi phán với ông abraham đức chúa đi còn ông abraham thì trở về nhà